Anh Nghĩa. Ừ. Cái gì đây? Gì đấy? Anh đang chơi game với con gì đấy? Em hỏi cái này là của ai? Gì đấy? Này của ai? Anh biết làm sao được? À, hay là đúng rồi. Dạo này anh hay mang đồ cho tiệm giặt. Chắc là người ta trả nhầm thôi em ạ. Có thật hay không? Hay là anh có cô nào khác? Anh nghèo thế này, làm gì có ai tìm yêu anh đâu. Có mỗi một mình em, một mình em là yêu anh thôi. Anh ngu gì mà đạp bát cơm nhà đi để hút bát phở thối, phở thiêu ngoài kia kìa. Ngu gì, đúng không? Dạ. Ngu đâu? Chỉ giỏi nịnh thôi. À em ơi, tối mai em sang nhà anh nhá. Anh có điều bất ngờ cho em đấy. Bất ngờ gì thế hả? Bất ngờ gì? À, mai sinh nhật em đúng không? Thế nên là anh định tổ chức sinh nhật cho em chứ gì? Nhưng mà tạo bất ngờ cho em hơi khó đấy. Người yêu anh thông minh thật đấy. Này, thế mai thích gì anh mua. Thôi, anh mới đi làm, còn nhiều khoản phải chi. Với cả cũng phải giữ tiền để lúc nào đi nhậu với bạn bè còn có mặt mũi chứ. Mà em cũng có cần gì đâu. Em chỉ cần sinh nhật anh bên cạnh em là được rồi. Anh thương em nhất đấy. Thích chưa? Đây này, đau 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 ở đây. Đây hả? Các người làm cái gì đây? Tôi nói các người làm gì đây? Ơ kìa, ai đây? Ai nhanh ai đấy? Đây có phải là cô người yêu vừa nghèo xấu xí của anh không? Khiếp. Kinh thế. Anh cũng không hiểu cô ta ăn cơm hay ăn gì mà sao xấu thế. Nếu anh không yêu tôi thì sao anh còn tán tỉnh tôi? Sao anh còn nói là dù tôi như nào đi nữa anh vẫn yêu thương? Hóa ra tất cả mọi thứ đều là dối à? Lúc đấy chỉ là tôi muốn đùa vui với cô thôi. Tôi muốn tìm cảm giác mới mẻ nên mới tìm đến cô. Ăn bát cơm thịt mãi cũng phải có lúc chán mà hút bát cháo em nhỉ? Phải rồi, đàn ông mà. Nhưng mà đàn nào mà chả thế. Làm gì có ai yêu một người vừa nghèo vừa xấu đâu. Tại sao anh phải làm cái việc đấy vào ngày hôm nay? Vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Chẳng lẽ anh muốn hàng năm không đến ngày sinh nhật tôi lại phải nghĩ tới cảnh những nghèo mỡ bên ngoài à? Thì tôi chẳng hẹn cô là tối đến rồi tôi đưa cô đi ăn mà. Chẳng phải cô thích ăn những món rẻ tiền ngoài vỉa hè sao? Anh không hiểu à? Tôi thương anh. Tôi biết anh nghèo nên tôi mới không đòi hỏi để tiết kiệm cho anh. Hóa ra tất cả mọi thứ tôi bỏ ra chỉ là vô ích cả. Biết thế cũng tốt đấy. Quay sang đây. Cứng quay sang bên đấy. Mà anh bỏ nó đi. Bỏ nó đi thì còn lấy em. Em vừa giàu vừa xinh đẹp. Ông ăn đứt nó. Cho anh xin một. Cảm ơn cô vì trong suốt 2 năm qua đã là người để cho tôi trêu nghèo. Đây là tiền phí tôi đùa giỡn với cô trong 2 năm qua. Bây giờ tiền bạc sòng phẳng rồi. Cầm lấy cho cô. Tôi không cần. Ace, người yêu tôi cho thì cô cứ cầm đi. Cô nghèo, cô xấu thật đấy. Nhưng mà cô cũng là đàn bà. Tôi cũng đồng cảm với cô mà. Cô im đi. Cô không có tư cách gì để nói tôi cả. Làm sao? Ở đây tôi có quyền. Cô không có quyền gì mà động vào hoa. Bây giờ cô cút khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt kinh tởm của cô nữa. Được. Tôi đi.
đừng bao giờ mong gặp lại nhau nữa. Ê, từ 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 từ. Cầm lấy đi, đây là tiền phục vụ chồng tôi 2 năm vừa rồi. Bye bye. Quan tâm đến đấy là và giải quyết cô người yêu của anh mình thật đấy. Nhưng mà anh làm như thế có quá đáng không? Em nhìn cô ấy, em thấy thương đấy. Thôi, chia tay là một thằng đều như thế thì em phải vui chứ, sao mà phải buồn. Chị ơi, thì ra đàn ông trên đời này chỉ quan trọng vẻ bề ngoài thôi. Họ không hề quan tâm đến con người mà chỉ để ý đến ngoại hình của phụ nữ. Nhan sắc đối với phụ nữ tất nhiên là rất quan trọng. Đấy chính là yếu tố đầu tiên để người khác nhìn vào. Đây là bộ sản phẩm của thương hiệu Kohino, nổi tiếng về uy tín và chất lượng. Chị đã đặc biệt mua cho em đấy. Trước hết em phải rửa mặt thật là sạch, da mặt bằng sữa rửa mặt. Da phải sạch sẽ và thông thoáng thì mới có thể hấp thu được hết dưỡng chất từ serum. Serum Rich Skin được chiết xuất từ nano vàng và táo xanh, sản phẩm lành tính không gây kích ứng da, rất phù hợp với người bị nám và tàn nhang lâu năm như em đấy. Thật ra chị, nếu thật sự sản phẩm này có thể khiến em lột xác, chắc chắn em sẽ quay trở lại để trả thù kẻ đã phản bội em. Chào chị ạ. Cô cứ vào ngồi đi. Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe đây. Hôm nay em đến đây là để em nhận tội với chị ạ. Em đã ăn gian mất 500 triệu của công ty. Cậu nhận tội? Thế cậu định lấy cái gì để đền cho tôi? Đến bước đường này rồi, chắc chắn là cậu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi hỏi thật, cậu có cảm thấy hối hận vì đã ăn gian hóa đơn của công ty không?
dù chị có kiện em đi tù đi chăng nữa thì em cũng không hối hận ạ. Khốn kiếp, cái loại người đều cáng lừa tình phụ nữ như anh ấy, bây giờ lại còn dở thói trộm cắp mà vẫn già mồm là không hối hận à? Hằng, sao em lại ở đây? Mà sao nhìn em trông khác thế? Không ngờ đúng không? Anh không thể ngờ là tôi có thể đẹp như này, đúng không? Nhưng có một chuyện anh không thể ngờ được là tôi không hề nghèo. Tôi là em gái chị Thương, chủ tịch công ty này. Hằng, từ từ nào em. Có gì thì bình tĩnh nói chuyện, nhân viên họ cười cho đấy. Sao chị phải nói giúp cái loại người đều cáng như anh ta? Anh Nghĩa, sao? Giờ mọi chuyện đã vỡ lở rồi, anh tính như nào? Muốn bóc lịch hay là muốn làm việc không công cho chị tôi cả đời? Mọi chuyện quá bất ngờ, anh không nghĩ em lại là em gái của chủ tịch. Nực cười thật. Anh chia tay tôi lúc đấy khí thế lắm cơ mà, sao bây giờ lại nghĩ thì không nghĩ? Thật ra đấy chỉ là bài test tôi dành cho anh thôi. Nhưng chính lòng tham của anh đã giết chết tình yêu tôi dành cho anh rồi. Hằng, không nói nữa. Nghĩa đã kể cho chị và nhận tội hết với cả chị rồi. Anh đút cho em nhá. Anh ăn đi. Không, anh không thích mấy cái đồ ngọt này đâu. Chỉ có con gái bọn em mới thích ăn chứ. Anh nhìn, anh phát ớn đi được ấy. Alo bác sĩ ạ. Bệnh tình của mẹ tôi thế nào rồi? Sao cơ? 500 triệu ý ạ? Dạ vâng, vâng, vâng. Tôi sẽ cố gắng thu xếp sớm ạ. Có chuyện gì thế em? À, không có gì đâu. Em còn giấu anh làm gì? Anh nghe thấy hết rồi. Mẹ bị bệnh, sao em không nói gì với anh? Mẹ em bị bệnh, bác sĩ bảo là phải nộp tiền viện phí cho sớm. Nhưng mà không sao, em lo được rồi mà. 500 triệu à? Người yêu em đã làm việc sai trái để có tiền chạy thận cho mẹ đấy. Giờ cậu ấy đang nhận lỗi và muốn trả giá cho lỗi lầm của mình. Sao cơ? Sao em không hiểu gì cả? Anh biết như thế là phạm pháp, là nguy hiểm. Sao anh còn làm? Lúc đấy anh chỉ mong mẹ em được khỏe mạnh, còn em thì được hạnh phúc bên gia đình. Anh biết em rất thương mẹ. Nếu mẹ em có mệnh hệ gì thì em sẽ ân hận cả đời. Mà anh không muốn em phải chịu đựng những việc đấy. Em xin lỗi, em chỉ là một đứa con gái xấu xí, ích kỷ. Sao anh lại phải vì em như thế? Vì anh yêu em. Mẹ em sao rồi? Bác đã chạy thận chưa? Chuyện mẹ em bị bệnh là thật, nhưng gia đình em có đủ điều kiện để mà lo cho mẹ. Chỉ tại em ngu ngốc mới lấy sắp đặt để anh phải khổ thôi. Thế thì tốt rồi, em đừng khóc nữa. Em sẽ gửi lại chị số tiền mà anh Nghĩa đã cắt xén. Tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của em.
Em xin lỗi. Thôi, chị hiểu rồi. Mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Chị cũng mừng cho hai đứa. Thế bao giờ hai đứa định về ra mắt bố mẹ đây hả? Sẽ sớm thôi ạ. Đúng rồi. Chỉ cần em không chê anh, anh hứa anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh ơi, cho em cái bánh mì với. Em ăn gì để anh làm? Anh có gì nhỉ? Anh có xúc xích, trứng, pate. Em ăn gì? Anh cứ cho tất vào anh ạ. Chờ anh chút. Thế khoảng bao tiền đấy ạ? Của em chắc khoảng 20. Anh cho em 30 đi ạ. Ok em. Em có nước không? Em không ạ. Xong chưa anh? Chờ anh tí, sắp xong rồi. Bánh mì của em này, 30.000 nhá. Anh là sao? Tại sao lại làm trò đó hả? Không ạ, em không. Anh mới bé tí tuổi đâu, đã dở thói trộm cắp rồi thì lớn lên làm trò trống gì hả? Không ạ, tại em đói quá. Đói cho sạch, rách cho thơm. Chỉ vì đói mà đi ăn trộm không được, anh phải đưa chú lên công an. Không, anh ơi, anh đừng đưa em lên công an ạ. Tại đứa em nó đói quá, em thấy nó lả đi, em phải đi ăn trộm cho nó. Không thì em lo cho nó lắm. Không, em không biết có bệnh hệ gì. Bây giờ anh mà đưa em lên công an, em tỉnh dậy không thấy em ở đấy, chắc nó hoảng sợ chết mất anh ạ. Anh ơi, có thật đi trộm vì em gái đang đói không? Dạ vâng, thật ạ. Được rồi, dẫn anh đi gặp em gái em. Nếu đúng thật là đi trộm vì em gái đang đói, anh sẽ tha cho em. Dạ. Còn nếu không phải thì lên công an nhé. Dạ vâng ạ. Đi. Em ăn cẩn thận giấy này. Rồi, em ăn đi. Bánh mì ngon quá anh ạ. Anh ấy làm bánh mì ngon nhất khu này đấy. Thật không anh? Mà anh cũng ăn đi, kẻo nguội, nguội là không ngon nữa đâu. Thôi, anh không đói đâu, em cứ ăn đi. Anh mua để cho em mà. Thật hả anh? Mà anh làm gì có tiền mà mua bánh mì? Hôm qua hai anh em mình đã hết tiền rồi mà. Anh... Không, bánh mì này là anh tặng cho em đấy. Thật không anh? Thật chứ, em sinh thế này lại còn đang đói nữa, nên là anh tặng cho em. Mà bố mẹ hai đứa đâu? Tại sao lại lang thang thế này? Mẹ em mất sớm, em với em phải đi bán vé số, lang thang ngoài đường nhặt ve chai để qua ngày anh ạ. Chứ còn bố hai đứa đâu? Bố em đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài 2 năm rồi, mà bỗng nhiên bật vô âm tín, em cũng chẳng liên lạc đứng với bố em nữa. Khổ thân hai đứa. Nhưng mà thôi, không sao. Anh tin rồi, một ngày các em sẽ tìm được bố và được sống bên cạnh bố mình thôi. Khoảng thời gian này dù khó khăn, nhưng mà chỉ cần các em vượt qua được, anh nghĩ là mọi thứ sẽ tốt thôi. Giống như anh đây, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế hẳn hoi, nhưng anh không xin được việc, anh về tự mở cửa hàng, tự làm chủ luôn. Dạ, vâng ạ.
bọn em sẽ cố gắng sống như anh ạ. Còn bây giờ về cửa hàng anh nhé. Để làm gì ạ? Về đấy anh sẽ tặng cho em gánh mì, phần đó là của em. Nhưng em không có tiền ạ. Anh tặng cho em cơ mà, đi. Dạ vâng ạ, đi em. Em, tại sao em làm vậy với anh? Từ giờ mà em hỏi câu đó à? Một người chồng vô dụng, sống với anh tôi chỉ có khổ thôi. Anh tự lo cho mình đi, mà thôi tôi cho anh chết đi. Phải điên à? Làm gì đấy? Tại sao? Tại sao không đem giết tao luôn đi? À! Nhật, Nhật! Bình tĩnh, vào xe đi. Anh ơi! Cứ vào xe đi. Anh có làm sao không ạ? Tôi không sao. Tôi xin lỗi, là vì tôi vội quá nên tôi mới suýt đâm vào anh. Tôi không có lỗi gì cả. Tự tôi muốn chết, muốn tự tử, nhưng suýt chút nữa đã làm ảnh hưởng đến cậu. Anh ơi, anh không nhận ra em à? Cậu quên tôi à? Em chính là thằng nhóc ăn trộm bánh mì của anh năm xưa đấy. Anh còn cho cả em gái của em bánh mì đấy, anh không nhớ à? Thì ra là cậu à? Nhiều năm qua rồi, trông cậu khác quá. Vâng, anh đứng dậy đi. Em chính là thằng nhóc năm xưa đây. Nhờ có anh mà em có ngày hôm nay đấy. Bây giờ cậu trưởng thành, nhìn chững chạc, bảnh bao quá. Vâng, sau lần được anh cứu đói, chúng em may mắn tìm được bố. Bố em ngày đấy không may bị người ta bắt, nhưng mà cũng chỉ là do trốn ra ngoài làm thêm giờ. Cũng may là có người bảo lãnh, rồi lại xin cho công việc làm luôn ở bên đấy. Sau khi bố em ổn định, bố em đón cả hai anh em sang đấy học hành và sinh sống luôn ở bên đấy anh ạ. Nghe được tin này, anh cũng mừng cho hai anh em cậu. Thế còn anh, bây giờ anh thế nào rồi? Anh có biết là từ khi em về nước, em luôn nghe ngóng tin tức để tìm anh trả ơn không? Cũng may là hôm nay em gặp anh ở đây đấy. Ơn huệ gì chứ? Anh bây giờ chẳng còn gì cả. Bao nhiêu năm bươn trải, kiếm tiền nuôi vợ, cuối cùng vợ anh cặp bồ, đem hết tiền vào nhân tình. Bây giờ ngay cả chỗ ở anh cũng không còn nữa, nên mới quyết định tự tử để chấm dứt cuộc sống này. Anh không ngờ anh lại rơi vào tình cảnh như thế này. Nhưng anh đừng bế tắc quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Ngày xưa anh đã giúp em, bây giờ là lúc để em trả ơn cho anh đấy. Em không còn là cậu nhóc hết tiền như ngày xưa nữa. Bây giờ em thành công rồi, em đã có công ty ở bên Mỹ. Bây giờ em về Việt Nam để mở thêm một chi nhánh ở bên này. Anh về làm cho em nhé. Anh thì làm gì được chứ? Anh quên rằng mình là thạc sĩ kinh tế à? Em vẫn nhớ như in những gì anh từng dạy hai anh em. Cuộc sống có khó khăn đến mấy, chỉ cần vượt qua nó là sẽ lại ổn định thôi mà. Em biết, bây giờ em có đưa tiền cho anh thì anh cũng sẽ không cầm. Nên... anh về làm với em nhé. Em tin anh à? Tại sao em lại không tin anh? Khi xưa anh tin em, thì bây giờ vì lẽ gì mà em lại không tin anh? Nếu mà ngày đấy anh dẫn hai anh em lên đồn công an, thì em làm gì có cuộc sống như bây giờ. Thôi, bây giờ anh về công ty với em nhé. Rồi em sẽ thuê cho anh một căn nhà ở cạnh công ty, để tiện anh đi làm và quản lý công ty giúp em. Cảm ơn em. Anh không cần phải khách sáo thế đâu. Trước khi cảm ơn em,
thì anh phải cảm ơn chính mình đấy. Người tốt sẽ luôn được phúc báo mà anh. Thôi, lên xe đi, anh em mình đi ăn đã nhá.